Thưa quý vị và các bạn, rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh đầu mùa đã suy yếu. Trong đêm nay, tàn dư của nó vẫn mang mưa đến cho Bắc Bộ trên diện rải rác. Trong đó ở các khu vực như Sơn La, Hòa Bình hay các tỉnh thành ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định vẫn có những điểm mưa to từ 30 cho đến 50 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ lượng mưa chủ yếu dưới 10 mm. Sang ngày mai, rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động yếu dần, miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng, nền nhiệt toàn Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Ở các tỉnh vùng núi, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Còn ở khu vực ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhiệt độ sẽ từ 29 cho đến 31 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Với miền Trung, tình trạng nắng nóng vẫn còn dai dẳng và chưa chấm dứt hẳn. Ngày mai, nắng và nóng tiếp tục trải dài suốt một dọc từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Phú Yên, nhưng mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên, sau 15 giờ chiều, nắng giảm, nhiệt độ hạ và nóng không còn. Đến tối và đêm, trời sẽ chuyển mát trở lại. Trong khi đó, với khu vực còn lại là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, cũng như các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, nằm ngoài vùng nóng nên nhiệt độ thấp phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Tháng 9 cũng là một trong những tháng mưa chính vụ ở phía Nam. Vì vậy, chiều và tối mai, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ lại có những cơn mưa. Những cơn mưa do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình thường sẽ kết thúc trước 20 giờ tối. Tuy nhiên, đáng lưu ý là ở khu vực các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước hay Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau là những tỉnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nguy cơ kèm theo lốc xoáy và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ hay khu vực biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau đến Kiên Giang hay huyện đảo Trường Sa sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.